xe này gọn ha. Xe này dành cho nữ. Xíu. Chiều cao yên xe này là nó khoảng 750 mm, tương đương là 75 cm, thích hợp cho nữ có chiều cao khiêm tốn. 1m55 là 1m50 là có thể đi được rồi. Em cao bao nhiêu? Trời, đi chạy thắt giờ chạy chiếc xe này nhỏ xíu à. 1m6 đúng không? Thử leo lên ngồi chống chân coi tổng thể coi chống chân tới không. Này giống xe cho em bé chạy. Nó gọn. Cái này là đang đang chống đứng. À, có chiều cao 1m6 rồi. Giờ em đẩy xuống đi. Đẩy xuống rồi. 2020 nữa. À, đẩy xuống. Rồi từ từ, từ từ. Rồi rồi chống ra thẳng hai bàn chân nó đụng đất hết không? Đụng lùng mà. Rồi từ từ xem nha. À, 11m6. Thôi, ngồi rất là thoải mái. 1m6 là ngồi rất là thoải mái rồi. Rồi giờ mình thử lấy hai chân chèo tới chèo lui coi có thể có khó khăn gì không? Lui. Xe này nặng 96 kg. Anh hát là nhiều ký? Anh hát là 140 kg. Đá chống ngang xuống rồi nó thoải mái không? Chống đứng lên hả? Chống ngang. Ngang. Rồi thử gạt xuống. Đứng ngang xuống rồi, ngang xuống rồi, rất là dễ phải không? Rồi thử giờ gạt lên sử dụng chống ngang coi. Coi phụ nữ có xài được không? Rồi đây là cái phần trước của xe Vision. Về thiết kế thì đầu đèn không có gì thay đổi so với những cái thiết kế cũ trước đó. Năm 2015-2017 Honda Vision vẫn giữ cái dáng đèn trước, không có gì thay đổi nhiều. Đặc biệt là vẫn xài bóng halogen, chưa có thay thế bằng LED. Ốp mặt nạ trước nè, những thiết kế có cái thiết kế thông gió. Nhưng những gió cái cũ đúng rồi, để nó lấy gió vô. Rồi thông gió thì thông đâu gió. Đâu có thiết thông gió gì đâu, cái này là thông gió giả thôi, kiểu thôi. Đây có đâu có giống như là cái thắt thông gió bên trong. Đèn xi nhan là vẫn bóng halogen. Theo kiểu dáng cũ. Buộc thì thiết kế vẫn cũ ống lồng. À nhưng mà đây đặc biệt là nó thắng thì vẫn là thắng CBS. Honda chưa có thiết kế ABS cho cái mẫu Honda Vision đời 2020. Cái này có ABS không? Chưa. Đâu có. À, không có đâu, ABS thôi. Này xe vỏ nhỏ gọn mà đâu có. Thắng Nissin. À, ghi chú hả? Ghi chú vậy. Ok, ghi chú. Nhãn năng lượng là nhãn gì? Có nghĩa đây là nó thiết kế cho cái động cơ là xài 1.87 lít trên chạy được 100 cây số, có nghĩa là chưa tới 2 lít xăng chạy được 100 cây số hả? Từ đây xuống Sài Gòn là 2 lít xăng. Đúng rồi. Xăng sản giờ xuất tại Việt Nam. Xăng giờ 12.000. Dung tích xi lanh của máy là 108 là 110 phân khối á. Ok, đại khái là những cái chi tiết. Rồi phần mặt đồng hồ của xe thì thiết kế cơ bản là không có gì thay đổi. Nó chỉ có đồng hồ xăng nè, đồng hồ km với lại audio là cái quãng đường đi. Đơn giản. Đường đi là ở đây hả? Đó. Ok. Ok, thiết kế các nút bấm thì vẫn bình thường. Này giống như thắng này, idling với idling stop, có nghĩa là khi nào nó dừng lại là dừng nó tự động tắt máy. Cái này đèn xi nhan. Trái phải, nút đề. Cái nút đề. Bên đây thì có đèn pha code. Nút đèn. Xi nhan mới là bên đây. Ủa xi nhan, ủa cái này là gì, đèn hả? Đèn. À cái này đèn. Đặc biệt. Này là gì, quên mẹ nó. Pha code. Còn dưới đây là 2020 Honda Vision đã trang bị cái Smart Key. Cái này mở yên giống như SH thôi đúng không? Rồi mở Six. Yên thử coi. Cái này đang phải đang on lên mở AD Six nè. Đây là thiết kế của chìa khóa Smart Key. Nó có hai nút à? Có hai nút à. Đây là dưới tìm là cái tìm xe, cái này là xe. Mở nó khởi cũng động. Có cái đèn xanh. Bấm luôn 3 giây. Đó, nó hiện qua đỏ là có nghĩa là hệ thống đã lock hết hoàn toàn.
À, nhấn trong vòng 3 giây. Qua xanh nè. Thì qua xanh là bắt đầu là khởi động được rồi, khởi động cái ổ khóa. Vậy phải ấn vô không? Sao cứng quá vậy? Bóp con. Phải không? Bóp con nó mở được. Đó, vẫn mở được. À, phải bấm cái nút này xong rồi mới mở được. Ừ, rồi tất cả dòng dòng nó cũng thiết kế đó. Giống y chang ha, không? Để mở cái cốp xe rồi. Rồi. Đó, à, ok cái một. Wow, cái xe nhỏ nhưng mà cái cốp để cũng nhiều. Áo mưa, nón bảo hiểm. Này để được một trống. Cái nón bảo hiểm 3/4 với lại phân nửa 1/2. Bình xăng. Rồi, thiết kế bình xăng đằng sau. Ủa cái bình xăng này trước không bao nhiêu lít xăng? 5 lít 2. 5 lít 2 cũng lớn rồi. À, đây là phần sau của xe, nhìn ngầu không? Nhìn sau của xe là xe vẫn thiết kế là phuộc đơn, cũng là một phuộc thắng đùm. Và đèn thì cũng là đèn halogen. Vision 2020 ngoài cái trang bị bình thường là Smart Key thì cũng không có cái gì thiết kế khác. Mấy cái này rất là lạ lạ, mình mua ngoài gắn. Những cái phần mà trang bị ở trên cái ốp đèn là inox nè. Với lại phía cái mũi xe nè. Rồi mua ở ngoài. Đó là thiết kế thêm á. Thiết kế đầu để chân inox nè. Và cái ốp hai bên lườn xe cũng inox luôn. Thiết kế chống chày cho ốp máy và ốp đồ hút gió bằng inox. Nhưng mà mấy cái này là của cái hãng Honda nó có. Không, mua ở ngoài, gắn vô thêm. Và bảo vệ. Ở ngoài của hãng Honda hay là ngoài của? Ở ngoài hãng dịch vụ thôi, đúng rồi. Phụ kiện bên ngoài thôi. Đó. Bảo vệ đuôi đèn. Và bảo vệ đuôi cạc te phía sau. Gắn hết mấy cái này là bao nhiêu tiền? Bảo vệ thêm cái bô về lốc máy. Tất cả những cái này là 2.8 triệu. À, thiết kế thêm á. Cái này là gắn cái này là nguyên cái miếng này luôn hả? Đúng rồi. À, nguyên cái miếng inox á. Thêm 2.8 triệu. Xe này là hiện nay là mua giá là khoảng 63 triệu, 64 triệu là giấy tờ, ra giấy tờ chạy luôn. Chạy thử xem nó sao. Ok. Coi cảm giác lái rồi nó có mượt mà thoải mái không nha.
Con cơm chạy tốt. Thử giống đứng đó nè. Lái xe nãy giờ sao rồi? À, xe nhẹ, chạy êm, nhanh. Vọt đúng không? Nghe hiểu là quẹo trái quẹo phải, nó cũng tay lái nó cũng nhẹ với lại nó an toàn, nó dễ chịu, không có khó, không có nặng. Rồi cậu chống chân là thấy an tâm không? Chống chân thất cái là nhảy xe lên luôn. Đây phù hợp cho các bạn gái bé nhỏ khoảng từ dưới là chạy là tốt rồi. Các bạn có biết là cái 50 cái 55 là mua xe này là chạy là an toàn. Xe Honda mà ngon. Chào anh quay phim, hẹn tìm chiếc khác rồi review tiếp. Bye bye.